Good morning, everyone, and welcome back to the Morning Tea Show in US. I'm proud to be your host today. And ngồi cạnh với Cao Hưng là một lần nữa Miss Hà Anh, một người đẹp từ Vista TV. Xin chào Cao Hưng và Hà Anh, cũng xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Good Morning Tea in the US. Và Hà Anh xin kính chúc quý vị khán giả luôn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều vui vẻ. Cao Hưng cũng xin cảm ơn Hà Anh. Và Huân cũng xin chúc quý khán giả một buổi sáng full of happiness and get ready for a new day. And 안녕하세요. 안녕하세요. Oh man, anh tính surprise hả anh, mà tiếng Hàn Quốc của em còn giỏi hơn anh nữa. Thì sau khi speak cái câu Korean em biết là mình sẽ đi nước nào đúng không? Chắc chắn. Chính xác. Thì không có surprise gì ở đây, mình sẽ đi tham quan xứ sở của South Korea. And South Korea thì mình cũng đã biết rồi, nhất là người Việt Nam chúng ta, cái culture, pop culture của South Korea is really popular. Pretty much người châu Á chúng ta, ai mà nghe tới South Korea cũng tự hào về South Korea. Even mình không phải là người từ xứ sở đó. Thì anh cũng có a few friends from South Korea. Và khi mà xem phim á, and then khi mà actually meet Korean people in person, họ rất là khác. Họ không giống như là những người trong phim, nhưng mà anh nghĩ em có hay coi phim Hàn Quốc không? Cái điều mà nó khác nhau giữa phim và cái ngoài đời đối với bạn của Huân là cái điều gì ạ? Thì thứ nhất họ, well, South Korea people họ rất là lịch sự, họ cũng almost similar to người Nhật, nhưng mà có một cái đặc điểm là họ rất là, phải nói là không phải là same, nhưng mà họ không có, họ rất là, well, trước khi nói về người Hàn Quốc đi, mình hãy nói về nước Hàn Quốc tại sao. And then có thể là mình sẽ hiểu lý do tại sao họ như vậy. Và thì bây giờ sẽ mời quý vị khán giả đến với xứ sở kim chi. Xứ sở kim chi, đúng rồi. Thì nước Hàn Quốc á, mình cũng biết á, cái mà mình biết á, là nó tất nhiên là Seoul là một cái trong những thủ đô của nước South Korea. Nhưng mà mình không biết á, là nước Hàn Quốc là một trong những nước mà safest in the world. Có nghĩa là nó has the lowest crime rate. Có nghĩa là crime ở đây rất là ít. Có thể là dưới 1%. Đó là rất là tốt. Thì trên thế giới này chỉ, anh nghĩ là chỉ có vài nước giống như vậy thôi, là Hàn Quốc and Singapore, là hai cái nước đó là crime rất là low. And also nước Hàn Quốc á, là cảnh sát nha em, không được xài súng. Ít khi nào cảnh sát mà mang súng theo lắm. Cho nên á, cái phong tục của họ and cái phong cách của họ, họ rất là carefree, cũng có thể nói là như vậy. That's what I mean, khi mà nói chuyện với người Hàn Quốc thì họ rất là carefree. And họ không có giống như là họ không có sợ, họ không có rụt rè như là mình nghĩ. Tại vì á, khi mà anh nói chuyện với lại có thể nói là phụ nữ của Hàn Quốc, họ không có giống như là shy, không có mắc cỡ như là trong nhưng mấy cái show mà anh coi. Nhưng mà khác nhau là giữa khi mà phụ nữ Hàn Quốc, tức là bạn của Cao Hưng, là đang ở Hoa Kỳ, không có phải là người phụ nữ ở Hàn Quốc lớn lên và sinh ra sống tại cái xứ sở Hàn Quốc, thì dĩ nhiên họ phải có cái khác nhau chứ. No, nhưng mà họ là cũng là du học sinh mà em, họ không phải là người sống and lớn lên ở đây. Tức là không phải là hoàn toàn là sinh ra ở Hàn Quốc, đúng không? Họ cũng là du học sinh. That's why khi mà anh, tại vì á, những cái memory của anh về xứ sở Hàn Quốc thì từ Korean drama, thì anh biết là em cũng thích coi phim Hàn Quốc đúng không? Hà Anh rất là yêu phim Hàn Quốc, là một cái fan cồn của phim Hàn Quốc. Và đặc biệt ngoài phim ra thì Hàn Quốc còn có thu hút Hà Anh ở cái chỗ địa điểm là thức ăn nè. Và có rất là nhiều điểm du lịch rất là thu hút với Hà Anh. Và ngoài ra là mỹ phẩm của Hàn Quốc rất là tốt. Đối với phụ nữ là mỹ phẩm của Hàn Quốc. And also Seoul có thể là một cái nơi mà rất là nhiều phụ nữ châu Á chúng ta muốn đi để tìm hiểu, muốn đi tới để tìm cái người yêu trong tương lai của họ. Tại vì hầu hết các diễn viên Hàn Quốc tập trung ngay đó. Và nam diễn viên Hàn Quốc, cho nên á, anh nghĩ là anh á, thì chỉ thích đồ ăn thôi, còn anh nghĩ là phụ nữ and Hà Anh có thể là thích cái đó, là tâm lý chung nhiều về. Tâm lý chung của mọi người thì thường mình sẽ yêu thích cái đẹp nhiều hơn, và sau đó thì là thức ăn, có thực thì vật được đạo. Đúng rồi. And also pop culture của Hàn Quốc is now has to be probably the most popular in the world right now. Nó cạnh tranh với lại pop ở bên Mỹ, giống như là nhạc pop đó em. Thì họ tới nỗi là anh lớn lên ở bên Mỹ mà anh còn biết about like Korean pop, K-pop. Nó thì cái sự ảnh hưởng của nó lớn tới như vậy. Thì
trừ cái culture của họ ra, trừ cái vẻ đẹp về cái xứ sở của Hàn Quốc, and also trừ cái an ninh của họ, the most, the safest, has the lowest crime rate in the world. Thì trừ những cái thứ đó ra thì nhưng mà có một cái điều này á, an ninh của Hàn Quốc được gọi là mức cấp cao nghiêm ngặt đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà người dân của Hàn Quốc có một cái điểm á là Hà Anh thường coi trong phim ảnh á là rất là dễ khi mà người ta đi ra ngoài đường á, người ta có thể uống rượu uống bia ngay ở ngoài đường. Và cái điều mà thỉnh thoảng nếu mà du khách và đi đến Hàn Quốc thì không có thể là không có bất ngờ đâu. Nếu mà gặp một cái người nào đó là đang xỉn rượu và nằm ở trên xe bus luôn. Yes, that's normal. Tại vì như anh nói, cái đó thì cái luật, nói chung về cái luật đó thì anh thật sự anh không có hiểu rõ. Thì anh cũng biết như em thôi, là từ phim and internet. Nhưng mà theo anh biết á, giống như bạn của anh nói, tại vì cái crime rate của họ rất là tốt. Giống như là cái government and police của họ, South Korea, họ rất là strict. Cho nên họ giống như sometimes họ không có sợ là họ ví dụ ngủ xỉn bị người ta bóc lột hoặc cái gì đó. Đó là như vậy. And also drinking is allowed. Khi mà em uống nước, khi mà em uống alcohol thì tất nhiên em không được lái xe. Thì tất nhiên em sẽ thấy cái cảnh mà người ta nhậu xỉn ở em ngủ ở ngoài sidewalk hay là ngủ trên mấy cái subway, tại họ không có lái xe được. Đó, cho nên là như vậy. Thì thật sự không có cái luật mà cấm người ta nhậu xỉn này pass out on the street. Nhưng mà đặc biệt là người Hàn Quốc thì đã nói là rất là modern, họ rất là hiện đại. Rất là hiện đại. Yeah, Hàn Quốc và Nhật rất là hiện đại. Họ cũng có cái culture riêng của họ, nhưng mà và cái điều hiện đại đó nó có cái gì đặc biệt? Người hiện đại thì sẽ chắc chắn là sẽ tạo ra những cái món ăn hiện đại. Chính xác. Thì không biết là Hàn Quốc món ăn gì hiện đại cho buổi sáng? Rất là nhiều. Nhưng mà thật sự cái điều đặc biệt về Hàn Quốc á, cái món ăn của họ rất là traditional. Cái món ăn của họ giữ tức là dù là người Hàn Quốc hiện đại nhưng mà cái cách ăn, cái phong tục, cái văn hóa, cái ẩm thực vẫn theo cái truyền thống. Đúng rồi. Thì em cũng biết rồi đó, cái the most popular side dish in Korea là kim chi, đúng không? Cũng là cái món mà anh Cao Huân thích nhất. Thì Hàn Quốc thì có kim chi and Japan có sushi, thì hai cái món đó là nổi tiếng nhất của đặc điểm các nước. Và also kim chi là một cái side dish mà usually đi kèm với tất cả những cái món ăn của Hàn Quốc. Thì đi thẳng vào cái món đầu tiên á, là anh muốn giới thiệu với em và quý khán giả, đó là món bibimbap. Không biết em đã từng nghe về cái món này chưa nè? Bibimbap. Nghe cái tên nó cũng lạ. Nhưng mà em chỉ nhớ là ở Hàn Quốc thì thường có cái món cái gì cũng bap bap, đại diện hình như là kimbap, cơm trộn. Đúng rồi, cơm trộn. Thì cái món này á, cái nguồn gốc của cái món này, cái originally á, là cái món này là cái món mà từ những cái món leftover mà người ta giống như là leftover, cái người ta gather together, cái người ta mix thành một cái món ăn của nó, riêng của nó, thì là thành một cái món bibimbap. Thì cái món này rất là đặc biệt, tại vì thứ nhất nó rất là dễ làm, thứ nhì tất cả các ingredient mà em làm trong cái món bibimbap này á, em có thể kiếm ở a Korean supermarket. Nó thì nó chỉ gồm cơm trộn nè, trứng gấp la, mushroom, carrots and also also the Korean sauce, cái spicy sauce từ Korea. Thì những cái thứ này đó là em có thể tìm từ tức là để Korean tạo ra cái món ăn kimbap này rất là dễ. Cái nguyên liệu chính có thể là cơm. Đúng rồi. Cơm, và không biết là cái đặc biệt của cái loại cơm này nó có khác gì so với cái cơm mà bình thường mình hay nấu không? Thật sự cơm của Hàn Quốc nó rất là similar, nó rất là similar tới gạo của mình. Họ giống như họ chỉ xài gạo của Hàn Quốc. Nhưng mà họ có sticky rice của họ nữa. Nhưng mà họ giống như là họ không phải là giống như người Nhật, họ có một đặc điểm là chỉ ăn cái sticky rice thôi. Nhưng mà Hàn Quốc nó có rất là nhiều loại gạo. Thật sự nếu mà một buổi sáng mà mình sử dụng, mình ăn cái món ăn này thì có vẻ là nó rất là đầy đủ chất dinh dưỡng. Vì đúng vừa rồi, có cơm nè, rồi lại có rau củ nè, cà rốt hay là các loại nấm. Chính rồi xác. Có thêm trứng nữa. Chính rất xác. Là thơm. Rất là tốt cho cả một ngày, đúng như rồi. Là đủ năng lực cho một đủ ngày của năng mình lực luôn. Cho một người. Thì also á, nó khác, Hàn Quốc á, nó có một cái đặc điểm là khi mà họ ăn rất là hoành tráng. Họ ăn á, cái khi mà em thấy cái bữa ăn của Hàn Quốc á, cái bàn has to be full. Cho dù họ ăn giống như họ, cái cách ăn của Hàn Quốc là
nhiều món gọt là thành một món, chứ không phải là họ ăn một món chính giống như là các nước khác. Giống như em biết á, Nhật á, khi mà họ ăn một cái món thì họ ăn cơm với lại cái món đó thôi, đúng không? Hàn Quốc á, họ ăn ví dụ món bibimbap, họ sẽ có kim chi, họ sẽ có súp ở đây, họ sẽ có món side dish ở đây, họ sẽ có một cái bàn nhìn giống như là cho 5-6 người ăn mà chỉ có như vậy. Thì trong nhiều cái dĩa giống như vậy thì ví dụ như mình nhìn vô mình có biết món nào là món chính không? Tất nhiên, yeah. Do món cái gì? Món chính là cái món bự nhất. Còn mấy cái side dish thì nó nhỏ thôi. Thì ý nó là như vậy. Mà cái món bibimbap á là cũng là cái món cơm trộn. Nó là anh cái lần đầu tiên mà anh được thưởng thức cái món này là từ một người bạn Hàn Quốc của anh khi mà anh đi học. Thì cái người du học đó always like đem theo một cái hộp cơm, nên anh hỏi là cái này like, làm sao mà làm được cái này, thì họ giải thích cái món này rất là simple. That's why cái món này là the top của the top of my list today là cái món bibimbap. Yeah. Thật ra cái món này nhìn có rất là nhiều màu sắc. Đúng rồi. Làm cho Hàn nhớ tới một cái món mà ở Việt Nam, một cái món ăn mà có thể là tìm thấy được cả ba vùng miền ở Việt Nam mình. Từ Bắc, Trung, Nam đều biết cái món ăn này. Cái món gì vậy? Cái món này nó có đầy đủ rất là nhiều màu sắc. Có đỏ nè, có xanh nè, có những cái màu ram màu hơi đậm một chút xíu. Toàn là những cái chất mà bổ dưỡng mà mình thường hay dễ dàng mình ăn, mà có cái vị hơi chua chua và thường ăn với bún. Em biết rồi. Có phải là bún riêu không? Chính xác. Món đó là món bún riêu. Và cái món ăn này là được lần đầu tiên hay còn gọi là xuất xứ là từ miền Bắc của Việt Nam. Và để nấu một cái món bún riêu này thật ra nó cũng không có quá gì là khó khăn. Mà đây là một cái món ăn có thể gọi là dân dã. Người thường sau khi một buổi đi làm về, ra đồng về, cực nhọc, có thể ra vườn hái một trái cà chua hoặc là hái một trái me, vài cọng hành ngò, bắt được một con cua ở ngoài đồng đem lên là mình có thể nấu được một món bún riêu đơn giản thôi nha. Vậy là bún riêu là ăn với lại cua thiệt luôn chứ không phải là cái... Cái này là phải nói rõ hơn chi tiết một chút xíu. Nếu mà nói về bún riêu của người miền Bắc thì họ thường có thể là nấu bằng cái con cua đồng luôn. Nhưng mà khi mà dần dà từ miền Bắc đi vào miền Nam thì qua mỗi cái vùng, qua cái mỗi vùng miền á, thì sẽ có những cái thay đổi một chút xíu cho phù hợp với vùng miền của mình. Thì vào với miền Nam thì bún riêu á, thì cái riêu đó sẽ thành những cái con riêu cua, là mình lấy từ cái phần rạch của cua, sau đó là xay nhỏ thì nó trở thành riêu cua. Còn nếu mà từ ngoài miền Bắc mình có thể nấu trực tiếp từ con cua đồng, vẫn có cái hương vị của cái mùi cua. Vậy sao? Vậy thì theo em là món bún riêu của miền nào ngon nhất đối với em? Thật ra là mỗi vùng, mỗi miền đều có những cái đặc trưng, đặc sắc riêng. Okay. Mình không có thể nói là vùng này ngon hơn hay là vùng kia đặc sắc, đặc biệt hơn. Nhưng mà nếu mà Cao Huân cũng như quý vị khán giả có ngỏ ý ăn món bún riêu ngày hôm nay thì hãy cùng Hà Anh chuẩn bị nguyên liệu cho món bún riêu. Đúng rồi, chính xác. Thì trong khi mà Hà Anh chuẩn bị get ready cho cái món bún riêu này thì Cao Huân sẽ đi vào một cái món kế tiếp là, thì mình đã nói về cơm trộn rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nói về mì trộn. Cái món Japchae có thể là một trong những món mì trộn most popular nhất ở South Korea. Thì cái món mì trộn này nó rất là đặc biệt là nó sẽ mix với lại cái người ta gọi là cái glass noodle, là cái mì nó trong. Thì cái ingredient của nó cũng giống similar với lại cái món mà bibimbap của chúng ta, thì cũng rất là nhiều màu sắc như là em nói. Nó có carrot, nó có rau, and nó có mushroom, and also nó có sesame quý nữa. Đó, thì cái món mì trộn này sau khi họ cook cái noodle glass của họ, thì họ sẽ take it out and then mix together với lại mấy cái ingredient mà Cao Huân vừa nói. And họ also xài một cái loại mà Korean soy sauce, nó rất là giống như là oyster sauce vậy. Em biết cái sauce không? Oyster sauce thì em nghĩ là nó thường nó hơi mặn hơn một đúng chút rồi, xíu hơi, so với soy sauce. Yeah. Mà nó không có phổ biến nhiều như là soy sauce. Đúng khi rồi. Mà ăn với nước tương. Nước tương của Việt Nam mình soy sauce thì mình có thể rất là dễ nhìn thấy trên các bàn ăn của các chính nhà xác. Hàng. Nhưng mà oyster sauce thì thường nó là ở trong bếp nhiều hơn. Đúng rồi. Và cái họ actually không có ăn với lại cái đó, họ mix chung với lại cái đó. Thì cái ingredient này nó giống như là, I mean cái nước sauce này nó giống như là cái soy sauce vậy. Nhưng mà thật sự nó không phải.
nó là một cái nước sốt mà phổ biến của người Hàn Quốc. Thì cái này á, cái cách làm thì thật sự là em không có cần phải làm, em chỉ cần ra Korean supermarket em mua cái đó thôi. Nhưng mà mình cần phải mua cái noodle đó, cái glass noodle, glass mình phải trộn lên. Yes. Cái đúng rồi, thì cái glass noodle đó thì tất cả các ingredient này á mọi người có thể kiếm. And có một cái là Korean Korean supermarket nó rất là popular even ở bên Mỹ. Cái chỗ mà anh sống anh chỉ cần Google hoặc là lên online là sẽ tìm được ngay. Thì cái cách làm anh cũng nói là nó đơn giản và cái ingredient nó cũng đơn giản. Thì mình có thể là ăn cho buổi ăn sáng, chính xác, và ăn cho buổi trưa và cả buổi tối luôn. And đừng cứ ngạc nhiên tại vì khi mà cái các món ăn mà anh mention với em á, nó nhìn nó rất là hoành tráng, cái cách làm nó giống như là nó có rất là nhiều thứ ở trong đó. Nhưng mà cái calorie nó thứ nhất nó rất là ít, và cái món nó rất này là nhỏ luôn. Nó có nó cay không? Nó có cay giống nó như là cái cay, đặc trưng của mà Hàn hơi, Quốc hơi không? Mặn mặn, nó hơi mặn mặn nhưng mà nó không có cay. Nhưng mà tất nhiên em có thể ăn cay, em có thể là giống như là hot sauce, em có thể ăn với lại các cái gì cay khác nhỉ? Hoặc là em có thể nêm cay. Nhưng mà thường cái món này thì nó không có cay bằng các món khác. Nhưng mà nếu mà có người thích ăn cay á, là cái món kế tiếp anh hướng dẫn sẽ có món cay ở trong đó. Đó, thì bây giờ... Nhưng mà để ăn cái món đó, để cho Hà Anh phải giới thiệu lại á, cái món bún riêu của Hà Anh đi. Thì lâu rồi mình không ăn cái món bún riêu đó, mà cái món đó là đặc trưng, đặc sắc và rất là dân dã. Cái món đó theo như một cái nhà tiến sĩ mà là thư ký của Hội đồng Ẩm thực UNESCO còn phải công nhận cái món bún riêu của Việt Nam là một món ăn rất là phổ biến và đặc trưng cho Việt Nam của mình. Và để thực hiện món bún riêu này thì nhất định là mình phải có bún, riêu cua và xương heo. Và tùy theo vùng miền, đối với người miền Nam thì họ có thể cho thêm huyết và tôm khô cũng như là xương heo thì mình phải để riêng ra, phải rửa sạch sẽ này kia. Và để bắt đầu cho món này thì mình cũng sơ chế những cái phần mà giống như xương heo, xương gà để cho ngọt, nước súp để riêng. Và phần riêu cua thì mình cũng phải để nấu để cho cái riêu cua nó nổi lên. Và mình giữ cái riêu cua đó riêng cho một cái phần khác để tránh cho khi mà mình nấu cái nước sôi làm rã cái phần riêu cua thì không có còn hấp dẫn nữa. Wow, rất là công phu. Theo anh là anh không thể nấu món này được rồi, anh bỏ cuộc rồi đó. Anh có thể ra nhà hàng và ăn thôi. Và đặc biệt là khi cái món bún riêu của mình á, ăn rất là tốt tại vì á, mình có thể kết hợp được rất là nhiều loại rau như là rau muống nè, bắp chuối nè, hay còn gọi là hoa chuối, rồi tía tô, hành, ngò, lá. Điều đó nó sẽ tạo cho một cái tô bún riêu của mình thêm đặc sắc hơn. Và đặc biệt á, nước chấm á, thường phải là được là mắm tôm. Mắm tôm. Dạ. Yeah. Khi mà mắm tôm mình pha nước mắm cái mắm tôm thì mình thường hay bỏ xô một chút xíu tỏi và một xíu chanh cũng như là ớt để cho cái nước chấm của mình nó đầy đủ hương vị hơn, giống như là cay, mặn, chua, ngọt. Ví dụ nếu mà mình không ăn mắm tôm được, mình ăn bún riêu không được. Mình có thể ăn với nước mắm. Ờ vậy hả? Nước mắm thì mình cũng bỏ ớt, tỏi và một xíu chanh vô, tùy vào mình. Nhưng mà thường á, khi mà họ ăn bún riêu thì họ sẽ đi kèm với mắm tôm. Vậy à? Ồ, anh thì anh không ăn mắm tôm được rồi, cho nên anh không biết là nếu mà thưởng thức cái món bún riêu mà không có món mắm tôm thì nó vẫn ngon mà, đúng không? Thật ra là cái đó, cái phần nước chấm á, nó chỉ tạo cho cái món bún của mình nó thêm đậm đà, nó có thêm một chút sắc thái. Nhưng mà thật chất ra thì cái tô bún riêu của mình nó đã có đầy đủ ở trong đó, từ cái gia vị của cà chua làm cho nước có hơi chua chua. Nhưng mà nếu mà những người mà ở miền Bắc thì ngày xưa khi mà họ nấu cái nồi mà bún riêu này, họ không có nấu bằng cà chua mà thường họ sẽ nấu bằng quả sấu. Thì cái quả đó nó cũng giúp cho tác dụng cái nước súp tạo thêm cái chất chua. Wow, nghe cực kỳ ngon. Thì trước khi mà Hà Anh có tiếp tục với lại cái món bún riêu này thì làm cho Cao Huân chảy nước miếng hết rồi. Nhưng mà Huân muốn đi lại cái món cay để cho Hà Anh và quý khán giả cũng biết là Hàn Quốc đúng là như em nói, ăn rất là cay. Tại vì cái Hà Anh nghĩ Hàn Quốc người ta ăn cay tại vì do cái khí hậu của người ta. Đúng rồi. Nhiều nó khi lạnh. Trời lạnh quá thì mình cần ăn cay để cho nóng người lên. Người Hàn Quốc á, thì em cũng biết là xứ sở của Hàn Quốc là nó cũng lạnh. Giống như là 6 tháng lạnh, 6 tháng là warm thôi. Đó, thì họ ăn cay rất là nhiều, họ also uống rượu rất là nhiều. Cái rượu của Hàn Quốc em cũng biết là cái soju, đúng không?
nó là cũng giống như là rượu đế của Việt Nam chúng ta vậy, nó cũng là similar như vậy. Đó, thì cái món thứ ba cũng là món cuối cùng trên cái list của anh ngày hôm nay là món Tteokbokki. Em có biết cái món đó không? Tteokbokki theo Hàn nghĩ là cái món này là món bánh gạo. Tại vì Hàn không có nhớ cái tên có nhớ cái tên tiếng Hàn. Nhưng mà thường khi mà mình đến Hàn Quốc mình sẽ ăn mấy cái món giống như hồi nãy giờ Hương nói nè, kimbap nè, đúng không? Bibimbap. Kim chi thì lúc nào always đây là một cái xứ sở kim chi nên không thể nào mà thiếu một cái dĩa kim chi ở trên bàn ăn. Đúng rồi. Và tới cái món này á là Hàn nhớ là nó giống cái bánh gạo màu trắng trắng đục đục. Đúng rồi. Mà có cái giống như là chả cá viên chiên ở trong đó nữa, cắt thành lát mỏng. Mà cái vị hơi cay, không phải hơi cay nữa mà rất 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 cay. Rất là cay. Và cái món bánh gạo này cái đặc biệt á là the way they cooked ấy, thì cái bánh ở ngoài nó giòn and nó I'm sorry nó không có giòn. Ở ngoài thì nó hard and nó sticky, nhưng mà bên trong rất là soft. Nó có thể là almost liquid ở bên trong. Thì cái the real traditional way to eat bánh Tteokbokki, bánh gạo là như vậy, nó phải nấu như vậy. Và nó rất là ngon, nhưng mà cái đặc điểm của nó là nó xài ớt đỏ của Hàn Quốc, là một trong những cái ớt mà cay nhất mà anh từng ăn. Thì theo anh á, nó còn cay tương đương với lại ớt sa tế của mình á, có thể là hơn luôn á, ớt đỏ của Hàn Quốc. And also á, cái bánh á, họ thường hay ăn với trứng luộc trong cái bánh Tteokbokki này. Là họ em cũng có thể ăn với lại các món thịt khác như là thịt gà hay là thịt beef, nhưng mà hầu hết là họ ăn với trứng. And then cái nước sauce của họ thì nước sauce là một cái loại mà hành lá mix chung với lại nước tương, nó là tạo thành một cái nước sauce riêng của họ. Để khi mà em nấu cái món này á là em phải chuẩn bị cái nước sauce trước, tại cái đó là cái mà quan trọng nhất. Sau khi nước sauce nó xong, em sẽ bỏ mấy cái ingredient giống như là cái bánh gạo vô. And then em bỏ mấy cái ingredient khác vô giống như là trứng. Hoặc là nếu tức là mình phải chuẩn bị là nước sauce trước. Sau đó là mình mới trộn tất cả các bánh gạo cũng như là những cái phần mà mình muốn add on vô thêm trong đó. And tùy theo cái mức độ cay của mình, nhưng mà hầu hết á, cái em có biết mì cay không? Ở Việt Nam anh biết có món mì cay. Thì tùy cái cấp độ cay của mình mà mình mix cái món này. Thì theo anh á là anh giống như là số 1 là đã cực kỳ cay cho anh rồi. Nhưng mà khi mà mình đi order một cái món ăn này tại Hàn Quốc thì mình có được chọn cái level cay không? Giống như Hà Anh thì không ăn cay được. Thường là có. Tại vì á, khi mà mình tới Hàn Quốc á, thì nó sẽ có một cái symbol rất là đặc biệt. Khi mà em thấy cái menu em sẽ thấy một trái ớt, có nghĩa là medium, là average. Hai trái ớt là cay, ba trái ớt là cực kỳ cay. Nhưng mà anh ở bên Việt Nam thì mình lên tới cấp độ 7 lần, nhưng mà Hàn Quốc là nó chỉ 3 thôi, 3 cấp độ thôi, 1, 2, 3. Thì khi mà em biết là cái món này nó sẽ cay rồi thì get ready, prepare. Tại vì Hàn Quốc họ đặc điểm của họ là họ ăn những cái ingredient của họ, họ ăn rất là raw, rất là tự nhiên. Họ không có pha chế cho nên nó cay là nó cay. Còn nó chua là nó chua. Nếu mà trở lại nói một chút xíu về cái văn hóa, cái đời sống của người Hàn Quốc á, thì có một cái điểm này á, là nên là lưu ý. Khi mà chúng ta đi du lịch đến Hàn Quốc thì khi mà chúng ta đi trong các thang máy thì rất là dễ không có tìm thấy cái số 4. Cái số 4 sẽ không được nằm trong cái số đi lên thang máy. Mà thay vào đó sẽ là số 3A. Vì Cao Hưng có biết á là ở Hàn Quốc người ta rất là kỹ con số 4. Đối với về phong thủy thì người ta sợ con số 4 là con số không may mắn. Cho nên là bất cứ nơi đâu, nếu khi mà đi du lịch đến Hàn Quốc mà không tìm thấy con số 4, có nghĩa là không phải không có cái tầng đó, mà là sẽ được thay thế bằng một cái con số tiếp theo. Số 3A, yes, đúng. Thì cái này khi mà em nói với anh thì theo Cao Hưng biết là phong tục của Hàn Quốc and China họ đều kỹ con số 4. Tại con số 4 nó giống như nghe giống như là cái từ mà nó sẽ giống hơi một chút xíu về cái con số. Nhưng mà đặc biệt về màu sắc thì không giống nhau. Ở Hàn Quốc người ta cũng rất là kỵ màu đỏ. Cho nên là khi mà mình đi đến Hàn Quốc, nếu mà thường á thì mình đi đâu mình hay đem theo một cái viết để mình take note này kia. Hay là viết những cái thiệp mời, thiệp tặng gì đó cho bạn bè nếu mà mình được mời đến. Nhưng mà nếu mà đến Hàn Quốc tuyệt đối không sử dụng viết bút màu đỏ. Vì đây là một điều cấm kỵ. Tương đương với mức độ là
không có đem may mắn đến cho cái người mà nhận được món quà hay là cái người thấy được những cái gì mà mình viết mình chúc cho họ. Wow, chính xác. Cảm ơn Hà Anh đã chia sẻ với anh và các quý khán giả. Thì nếu các quý vị nào biết more information about Korea có thể là email để cho Cao Huân và Hà Anh biết, thì email của chúng ta là morningtv@gmail.com. Thì mỗi email, các email and comment always welcome. Thì Cao Huân và Hà Anh sẽ tìm hiểu thêm để cho Cao Huân và luôn Hà Anh hiểu thêm, lắng nghe cũng như luôn luôn muốn chia sẻ với quý vị khán giả những cái thông tin bổ ích hơn từ văn hóa, đời sống, thực phẩm cho tới những cái món ăn từ các vùng miền, từ các đất nước khác nhau. Chính xác. Và nếu mà có câu hỏi gì hay là có cái gì để chia sẻ, xin quý vị hãy liên lạc với email của chúng tôi là morningtv@gmail.com. Yes. Yeah, also cái nước Korea là em cũng biết là nó rất, khi mà anh thấy qua Korea, especially in Seoul, capital của Korea, thì nó remind anh một cái thành phố đó là New York. Nó rất là, thứ nhất nó rất là busy. Thứ nhì cái subway system của Seoul rất là lớn. Khi mà em đi vô cái subway system của nó đó, em sẽ thấy nó giống như là một cái mê cung vậy. Nhưng mà không biết tại sao người Hàn Quốc họ đi quen hay sao, họ đi tới là họ biết cái điểm dừng. Em biết á, ví dụ như là tiểu bang Cali của chúng ta đi ha, thì cái con đường á, nó là cái in cái checker form, nó là hình vuông, là em đi đâu em cũng biết á. Nhưng mà cái con đường ở trên ở Seoul á, là nó hình là hình cái xương cá, giống như đi nó tẻ ra cái này, từ góc này nó tẻ ra cái góc này. Tại vì theo như là Hà Anh được biết thì ở Hàn Quốc á, là cái địa hình nó có rất là nhiều đảo. Chính xác. Cho nên là có thể là họ sẽ đi theo đó để cho cái phương tiện giao thông của họ dễ dàng hơn. Đúng hoặc rồi. Là họ có thể tạo ra những cái điểm nhấn đặc biệt hơn cho chính Hàn xác. Quốc. Giống như là ở Hàn Quốc thì có đảo Nami. Và đây là cái đảo mà thường xuyên mà khách du lịch, bất cứ khách du lịch nào khi mà họ đến Hàn Quốc, họ không có thể mà bỏ qua cái địa điểm này. Vì họ muốn đến đây để xem cái nơi mà đã diễn ra hay những cái bộ phim chuyện tình lãng mạn giống như là Bản tình ca mùa đông thì cũng được các diễn viên đóng tại đây là đảo Nami. Thật sự ra thì cái đảo này nó không có lớn, nó chỉ là một cái phần nhỏ giữa hai bên bờ sông. Nhưng mà cái điều đặc biệt là cái đảo này á, khi mà mình đến đây mình sẽ cảm nhận được cái không khí cũng như là cái khung cảnh của nó rất là lãng mạn. Mình có thể nhìn ra được cả hai phía. Vậy à, wow, anh với em chắc là phải đi cái đảo này một lần rồi. Tại vì thứ nhất em đi đảo này để kiếm người diễn viên trong cái phim đó. Chắc chắn là họ không có đi đến đây để, tại vì người ta đã đóng cái bộ phim Bản tình ca mùa đông rất là thành công ở đây rồi. Nên là Hà sẽ không đến đây để coi nữa, mà Hành muốn đến đây để enjoy, để thưởng thức cái khung cảnh ở cái đảo này như thế nào. Đúng rồi, nhiều khi người ta làm tập 2 thì sao em? You know, like sequel. Cái điều đó cũng rất là hấp dẫn. Yeah, nghe. Nhưng mà bây giờ phải trở lại với cái món bún riêu của Hà Anh. Đúng thì rồi. Hà Anh nghĩ là lúc nãy giờ mình chỉ mới có chuẩn bị thôi. Chuẩn bị. Và bắt đầu bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái món bún riêu. Ok. Và cái phần nước súp của bún riêu là cái phần quan trọng nhất. Tại vì cái món bún này là mình ăn với nước súp, chứ không có giống như một số cái món khác là mình ăn khô. Đây không phải là món bún khô mà là một món bún nước. Cho nên phần nước súp là phần rất là quan trọng. Làm sao để có một cái tô bún ngon, ngọt, đặc biệt có đầy đủ hương vị mặn, ngọt, chua chua và cái hương vị thanh, thì cái nồi nước súp vô cùng quan trọng. Bước đầu là mình đã sơ lược cũng như sơ chế biến các món xương. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nồi súp, bỏ tất cả xương vào để hầm xương. Thì thường khoảng thời gian hầm xương để cho nước từ xương nó ngon ngọt ra ngoài nước súp thì cũng khoảng là 30 phút. Và sau đó thì Hà sẽ có một cái chảo riêng ở ngoài để Hà sẽ phi tỏi cùng với cà chua để lấy được cái hương vị cho nó thơm. Mà mình có thể bỏ thêm một chút xíu bột nêm nữa, làm cho cái nước của mình nó thơm hơn. Và đặc biệt á, để cho mình có được cái màu vàng, cái màu đỏ đỏ của bún riêu, cái màu đặc trưng của bún riêu, thì mình có thể dùng cà chua, ra màu từ cà chua nguyên chất, hoặc mình có thể sử dụng thêm một chút xíu hạt điều. Hạt điều nó làm cho cái nước súp của mình có màu vàng và hơi ửng đỏ. Nhưng mà sau khi mình sử dụng cái nước đó, mình phải bỏ đi những cái hột điều, tại vì nó sẽ làm cho cái nước súp của mình có vị hơi đắng.
Sau khi mà cái nồi súp lớn của mình đã được chuẩn bị, đã sôi, đã đầy đủ và đã nêm nếm rồi, thì mình tiếp tục bỏ cái phần riêu cua vào đó và đợi cho riêu cua sôi, và mình có thể vớt cái riêu cua ra để thành một cái dĩa riêng để tránh cho riêu cua của mình bị dập. Wow. Và bây giờ mình sẽ bỏ tất cả vào thì mình sẽ có được một cái tô bún riêu rất là ngon. Một cái sợi bún tươi, nhỏ, trơn tuột tuột. Và khi mà mình ăn á, mình sẽ bỏ thêm một chút xíu đậu rán và có cả huyết. Và khi mà mình ăn món này thì đặc biệt á, là cái món nước chấm không thể thiếu đi kèm với bún riêu là mắm tôm. Yes. Khi mà mình ăn cái món bún riêu này á, mình cảm thấy á, là giống như là bao nhiêu màu sắc nó giống như nó hội tụ vào cái tô bún riêu của mình. Có màu đỏ này, màu vàng này, màu xanh này, màu trắng của sợi bún nè. Đã vậy rồi nước súp của mình nó ngon ngon, nó béo, rồi cái mùi cua tan chảy trong miệng. Đó thật sự là một cái món mà rất là dễ ăn. Mình có thể ăn mùa hè hay mùa đông, hầu như bốn mùa mình có thể đều ăn được cái món bún riêu này. Vậy sao? Vậy thì cái món này có cay không em? Nhìn nó đỏ 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 đỏ. Thật ra cái màu đỏ này á, là nó chiết xuất từ cà chua và hạt điều. Còn nếu mà cho những ai mà thích ăn cay giống như là đã đi đến Hàn Quốc rồi mà quen cái thức ăn của Hàn Quốc thì mình có thể là ăn thêm, bỏ ớt của mình vô thêm. Chính xác. Món rất nhìn rất là hấp dẫn. Thì bữa nay á, quý khán giả đã có 4 món tổng cộng. Đó là món bibimbap, món tteokbokki và also món cuối cùng đó là món japchae, mì trộn. And then cái món của Hà Anh là món bún riêu tôm. Và nêm một bún riêu cua. Bún riêu cua, ok. Là bún riêu là cái tên chính của nó. And then cua mình có thể có là không. Không, cái món của nó thật ra là món bún riêu cua là từ của miền Bắc. Và sau này khi mà trở vào miền Nam, đi qua miền Trung, đi dần dần qua các tỉnh thành khác nhau, thì cái người dân ở mỗi vùng miền sẽ cho thêm những cái thức ăn mà mình thích. Có thể bỏ thêm huyết, hoặc là đậu rán, hay là giò heo, hoặc là tôm khô, hoặc là mực. Đó là tùy thuộc vào mỗi vùng miền vậy cũng như là mỗi tỉnh thành của Việt Nam mình. Và một lần nữa, Hà Anh muốn chốt lại với quý vị khán giả, nếu quý vị đi đến Hàn Quốc để du lịch thì nhất định có 5 điểm này. Hà Anh nghĩ là quý vị nên đi, nên đến để cho mình mở rộng trí thức và cũng như là mình hiểu hơn về văn hóa của Hàn Quốc. Và địa điểm thứ nhất, không có nghĩ là Hà Anh giới thiệu đi đâu không ạ? Seoul, thành phố Seoul. Chắc chắn vì đó là thủ đô của Hàn Quốc thì chúng ta nên đi. Và đặc biệt ở tháp Seoul thì có những cái chiếc khóa tình yêu hấp dẫn nhất. Và nơi đây là tọa lạc ở đỉnh núi Namsan. Nơi đây là giữa trung tâm của thành phố. Và tòa tháp này luôn luôn giống như là luôn luôn thu hút được rất là nhiều khách du lịch tới. Và đây cũng là cái nơi mà đóng bộ phim mà Vì Sao Đưa Anh Tới. Không biết là Cao Hương có xem bộ phim này không ạ? Trời, những cái bộ phim mà em đưa ra nghe rất là lạ nhưng mà nghe cũng rất là hấp dẫn. Không biết tại sao cái tựa đề nghe nó quen quá mà anh chưa có coi. Có thể là anh coi rồi mà anh quên tên đó. Yeah. Và đúng, và điểm thứ hai mà Hà Anh muốn quý vị khán giả khi đến Hàn Quốc có thể đến đây để thử, đó chính là cầu Banbo ở bên bờ sông Hàn với một cái đài phun nước rất là đẹp. Và nơi đây đã lập kỷ lục Guinness là đài phun nước trên cầu dài nhất thế giới, với tổng chiều dài hai bên cầu là 1.000m. Và với cái cầu này vì sao được Guinness của thế giới công nhận, tại vì có tới 10.000 cái đèn LED. Wow. Và cầu này ở ngay bên bờ sông Hàn. Và địa điểm thứ ba mà Hà Anh muốn nhắc quý vị khi đến Hàn Quốc hãy đi đến đây, đó chính là cung điện của Hàn Quốc. Và cung điện này có tên là, để Hà Anh phải coi, tại vì cái tên tiếng Hàn nó hơi khó đọc. Chính xác. Cái tên này gọi là Queen Pongkun. Nơi này là hoàng gia sinh sống trong suốt triều đại của Joseon. Và mang ý nghĩa là sống ở nơi này, cung hoàng từ tân hoàng đế mang đến những cái điều mà thịnh vượng nhất cho đất nước Hàn Quốc. Và đặc biệt cung điện này là cung điện đầu tiên được xây dựng ở Hàn Quốc, và cho đến ngày hôm nay thì cung điện này chỉ là cung điện còn lại duy nhất ở đất nước Hàn Quốc. Yes. Tại Hàn Quốc nó more modernized now. Cho nên là cái điểm du lịch đến cung điện Hàn Quốc là một điểm rất là được nhiều du khách chú ý, tại vì đó là một cái sự mà bảo tồn nền văn hóa của Hàn Quốc cho đến ngày hôm nay. Đúng rồi.
Và còn một điểm nữa mà Hanh muốn quý vị khán giả có thể là khi đến Hàn Quốc thì hãy đến, đó chính là Lotte World. Nơi đây có hai phần, có cảm giác giống như là Disneyland của mình ở đây. Là một bên là khu vui chơi, còn một bên là trung tâm thương mại. Thì nơi này là thường diễn ra những cái sự kiện cũng như những cái màn trình diễn mà sôi động tại khu trung tâm của Seoul, của thủ đô của Hàn Quốc. Wow. Và trở lại, khi mà đi du lịch rồi thì chúng ta phải ăn và phải thưởng thức những cái món ăn đặc sắc ở Hàn Quốc. Và năm món mà Hanh nghĩ là rất là phổ biến khi mà đi đến Hàn Quốc, chúng ta nên thử cho biết. Món thứ nhất, kim chi của Cao Hưng đã giới thiệu đến quý vị khán giả. Món thứ hai là cơm trộn. Và món thứ ba là món gà hầm xăm. Đây là một món rất là phổ biến và được nhiều người Hàn Quốc ưa chuộng. Đặc biệt là vào những cái ngày nóng. Mình thấy hơi lạ lạ một chút xíu. Tại sao mà ngày nóng mà mình lại ăn xăm, đúng không? Nhưng mà đặc biệt thì ở Hàn Quốc họ có 3 ngày là 3 ngày nóng nhất trong năm. Thì họ thường ăn xăm để bổ sung những cái dưỡng chất cho cơ thể. Tại vì ngành nông nghiệp ở Hàn Quốc là ngành phát triển chính tại Hàn Quốc. Cho nên là người dân họ rất là quan tâm đến sức khỏe của con người. Và theo như mà Hà Anh tìm kiếm trên mạng thì 3 ngày nóng nhất trong năm nay của Hàn Quốc sẽ là ngày 20 tây tháng 7, 30 tây tháng 7 và ngày 9 tây tháng 8. Cho nên nếu quý vị khán giả nào mà có du lịch á, mà đi vào những cái ngày này thì nhất định phải ăn cái món gà hầm xăm này. Và thêm một cái món nữa mà Hà Anh muốn giới thiệu đến quý vị khán giả khi mà mình đi du lịch tới Hàn Quốc là Hàn Quốc có một cái món mandu. Cái món này nó giống như là món dumpling hay là mạn thầu của Trung Quốc. Nhưng mà nó có một cái đặc điểm rất là đặc biệt là cái món này mang sắc thái riêng của Hàn Quốc, có seafood trong đó. Và nó tạo ra những cái hình dạng rất là đẹp, rất là bắt mắt người. Và thêm một cái món này thường hay cho giới trẻ hay ăn vào những cái ngày mà hè nóng bức khi đến Hàn Quốc là món bingsu. Cái món này giống như là đá bào của mình. Đá bào của mình để trong một cái hộp trái cây. Thường thì họ sẽ làm bằng dưa hấu và cuộn những đá bào bên trong. Sau đó cắt dưa hấu và cắt những trái cây nhỏ thành cuộn tròn. Và để trong một cái tô giống như vậy. Và cái tô đó thường được làm bằng dưa hấu. Và chế sữa tươi lên. Sữa đặc hay là sữa tươi? Sữa đặc và sữa tươi nữa, cả hai. Wow, cái món bingsu làm cho anh nhớ tới khi mà mình đi Việt Nam cũng có món bingsu, nó bắt đầu popular rồi đó. Lần trước anh về Việt Nam là hầu hết là cái trend đó là ai cũng đi ăn bingsu hết trơn. Chắc là coi trong từ phim Hàn Quốc đúng không? Có thể là giống như vậy. Có một cái mà anh thích đó, khi mà anh coi phim Hàn Quốc đó, anh để ý là hầu hết phim bộ hay là phim lẻ của Hàn Quốc đều có cái cảnh mà người ta ăn ở trong đó hết trơn. Mà cái cách ăn của họ rất là nhộn nhịp, rất là ngon miệng, họ ăn rất là nhiệt tình. Họ không phải ăn một cách từ từ nhẹ nhàng như là người Nhật, nhưng mà họ ăn giống như ào ào vô vậy đó. Thì anh tưởng cái đó là giống như chỉ trong phim thôi, nhưng mà khi mà bạn của anh, khi mà anh đi ăn chung với lại những người bạn Hàn Quốc, especially khi mà ăn ở nhà, họ ăn y chang trong phim vậy đó em. Thì cái đó là cái mà trong phim nó giống ngoài thực tế cái đó. Thì Hanh cũng hy vọng là những cái món ăn mà ngày hôm nay Cao Huân cũng như Hà Anh giới thiệu đến quý vị khán giả sẽ mang đến những cái điều mà hữu ích cũng như những tạo ra những niềm vui cho quý vị khán giả. Đặc biệt là món bún riêu có thể tạo nên những cái cảm giác cho quý vị khán giả nào đang nhớ tới quê hương của mình. Hãy ăn món bún riêu này khi nhớ về miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Và khi mình ăn món bún riêu này, mình có thể tự hào rằng thực ra Việt Nam mình có rất là nhiều món ăn ngon. Ẩm thực Việt Nam của mình vô cùng phong phú. Có thể nói là rất là nhiều, không có thể thua bất cứ cái cường quốc hay đất nước nào hết. Đúng rồi. Mà sau khi nói về cái món ăn này á, and then giống như là Hà Anh có thể là imagine mình ăn cái món ăn mà năm cái món ăn mà em vừa nói và cái món ăn mà anh mention, trong khi đó ngắm cảnh của Seoul, cái nơi mà em nói có cái chìa khóa gì đó của couple đó đó. Đó là tháp Seoul, trên đó có những cái chìa khóa tình yêu. Và hy vọng những điều ngày hôm nay mà Cao Huân cũng như Hà Anh chia sẻ đến quý vị khán giả đều là những điều mang đến niềm vui cho quý vị khán giả. Một lần nữa thì Vista TV cùng MBC Network System xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Xin quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình cũng như cùng Hà Anh và Cao Huân đi đến những đất nước khác nhau và cùng tận hưởng những món ăn, ẩm thực, văn hóa và đời sống của các đất nước khác nhau. Yes.
thì mỗi ngày Cao Huân sẽ có một cái nước khác và các món ăn từ nước đó và culture từ nước đó để share với quý vị. And then Hà Anh cũng also sẽ có những cái nước, những cái món ăn và những cái miền khác nhau của Hà Anh để cho quý vị có một cái variety choice để chọn from. Thì như Hà Anh nói, nếu mà mình nhớ quê hương thì mình hãy nghĩ về món bún riêu. Nhưng mà nếu mà mình muốn thưởng thức những cái culture, những cái món ăn của nước khác thì mình có thể thưởng thức những món Hàn Quốc. Thì không, thì mình không có cần phải đi Hàn Quốc tất nhiên rồi, nhưng mà cái món đó rất là phổ biến, các quý vị có thể kiếm you know, you can find Korean restaurant and Korean grocery store all around. Và đến đây cũng là kết thúc của với chương trình của chúng ta. Thì Cao Huân cũng muốn một lần nữa chúc quý khán giả một buổi sáng vui vẻ and full of happiness để bắt đầu một ngày mới. Hẹn gặp quý khán giả trong chương trình kế tiếp.